Khi bị trâu dí, tốt nhất là hãy trèo lên cây. Nhìn không có gì là nhục. Đó là cốt cách của anh hùng. 10 năm trả thù vẫn chưa muộn. Nhưng tại sao lại không bỏ chạy mà phải trèo lên cây? Một đàn trâu rừng hơn 100 con, khu vực bị phong tỏa, chạy không kịp thì trèo lên cây là sáng suốt. Thời khắc phục thù đã tới. Ban ngày bị hạ nhục thì ban đêm ăn đủ trả đủ. Đối với trâu rừng, bóng tối là một cơn ác mộng. Đàn sư tử sẽ nghiêm túc hơn trong hoàn cảnh này. Chỉ cần hạ được một con là sư tử đủ thức ăn trong 3 ngày liền. Sư tử thường hay đi săn vào sáng sớm hoặc chiều tà, khi ánh nắng nhập nhòa làm mất phương hướng con mồi. Nhưng giờ chúng sẽ tiến hành cuộc săn trong bóng tối. Hoạt động kiếm ăn tích cực này sẽ làm tăng tỷ lệ săn trâu lên cao hơn. Ban đêm, trâu rừng nhìn và nghe rất kém. Chúng sẽ dựa hết vào khứu giác để nhận biết kẻ thù. Sư tử đã bắt đầu tấn công. Đàn trâu bỏ chạy theo một hướng cố định. Chúng cố gắng tụ tập thành nhóm lớn để dễ bề đối phó với sư tử. Nhưng vẫn có một con trâu bị tách khỏi đàn. Nó mất phương hướng với cả đàn. Nó đang bị áp đảo về số lượng và sức mạnh của kẻ đi săn. Tuy con mồi đã mất sự bảo vệ của cả đàn, nhưng sư tử vẫn phải thận trọng hết mức có thể. Bởi trong bóng tối, trâu rừng vẫn dễ dàng phản công. Chỉ cần một sai lầm, sư tử vẫn bị thương như chơi. Con trâu bị bao vây toàn bộ, nhưng nó vẫn có khả năng tự vệ. Cặp sừng nhọn hoắt trên đầu sẽ liên tục khua để phản công. Một cú húc mạnh có thể giết chết một con sư tử, nhưng nó không thể hạ gục cả bầy sư tử cùng lúc. Nó dùng đến chiêu thức cuối cùng, cầu cứu người thân giúp đỡ. Tiếng kêu xé toạc màn đêm. Tiếp viện đã tới. Con trâu chạy lại cứu giúp không phải dũng cảm gì. Nó không nhìn thấy và không biết là có bao nhiêu sư tử. Nó nghe tiếng gọi thì xông đến theo quán tính. Dù gì đó cũng là một nghĩa cử cao đẹp. Hay con trâu quần thẩu bầy sư tử. Bầy sư tử có thể đoạt mạng một con trâu, nhưng hai con thì quá sức đối với chúng. Kẻ đi săn dần dần rút lui. Bầy sư tử tối nay lại phải nhịn đói. Và con sư tử đực bị dí lúc sáng vẫn chưa báo thù được. Tư thế này không ngầu cho lắm, nhưng ít ra cũng vẫn còn sống. Mất mặt còn đỡ hơn mất mạng. Vậy thì điều gì xảy ra khi không chạy trốn kịp? Đây là hậu quả của việc không chạy kịp. Những trận đòn bầm thay. Sư tử thật dũng cảm. Nhưng trâu rừng cũng đâu phải nhút nhát. Sự hiền lành của con vật ăn cỏ bị gạt sang một bên. Chúng đang xử đẹp con sư tử với hành động hơi bạo lực. Những cú húc như búa bổ, chẳng khác gì người ta đang nhào nặng một cục bột. Kẻ đi săn mình mẩy đầy thương tích, nó thôi thốt nằm bẹt trên vạt cỏ. Với sư tử, việc săn trâu rừng lúc nào cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu thành công, chúng sẽ có một bữa ăn hoành tráng. Nếu thất bại, chúng có thể trả một cái giá rất lớn, có khi đánh đổi cả mạng sống. Một con trâu rừng đang trong thời khắc sinh tử. Cái cổ của nó bị một con sư tử khóa chặt. Bóp ngặt đường thở để kết liễu con mồi là một chiêu thức phổ biến của mãnh sư. Đây là đòn đánh tốn ít sức, nhưng mọi kháng cự của con mồi bị bẻ gãy. Tuy nhiên, con trâu gặp nạn vẫn còn cơ hội sống, bởi anh em của nó vẫn còn ở đây. Chúng đang động viên nhau để tiến sát đến gần hơn sư tử cái. Nếu không có tình cảm với đồng loại thì chúng bỏ đi nơi khác gặm cỏ cho khỏe cái thân. Khi đối diện với sư tử, ngay cả ba người đàn ông to khỏe cầm súng ống trên tay vẫn có người bắn lạc đạn. Nên đừng có trách chúng ngu và nhút nhát. Con trâu gặp nạn không thể kêu lên, nhưng nó đã liên tục quơ bốn chân để ra hiệu cho đồng loại là nó vẫn còn sống. Một cú húc mạnh vào kẻ gặp nạn, nó chẳng khác gì bác sĩ đang sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Kẻ gặp nạn từ tư thế nằm ngửa đã ấp lại được. Nó cũng ngoi được cái đầu lên cao hơn.
từ trong đám đông, một cặp sừng đưa thẳng đến kẻ đi săn. Con sư tử cái từ bỏ cuộc săn. Kẻ gặp nạn được cứu sống thần kỳ. Đây là thước phim đã cũ, nhưng cho thấy mối duyên nợ giữa hai loài thú này không bao giờ kết thúc. Một cuộc chiến không cân sức, ba sư tử đực vây hãm một con trâu rừng cỡ lớn. Khi dồn vào đường cùng, có nhỏ yếu đến mấy cũng vùng dậy đấu tranh. Thấy kẻ hùng mạnh tự rút chạy lên bờ, bởi chúng biết cuộc chiến dưới nước là một cuộc chiến ngu xuẩn. Kẻ hùng mạnh còn lại chứng minh nó không hề ngu xuẩn. Nó tấn công từ phía sau và xoay tròn theo để né đòn của con trâu. Da trâu có dày thật, nhưng cứ bị cắn thế này thì vẫn rất đau. Con trâu chẳng lại vài giây đã đánh lừa được kẻ hùng mạnh. Nó bất ngờ phản công, sư tử dính đòn. Cái sừng nhọn hoắt của con trâu xuyên sâu vào chân sau của sư tử. Tấn công liên tục là quá rõ ràng. Kẻ hùng mạnh giờ hối hận thật muộn màng. Điều mà nó ao ước ngay lúc này là được về nhà. Hay đứa em của nó chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Nó cố gắng chịu đau, quỳ đầu trâu thật mạnh xuống phía dưới. Khi cái sừng được hạ thấp, nó sẽ có cơ hội thoát ra. Thoát được rồi. Kẻ hùng mạnh tập tễnh rời khỏi mặt nước. Một chấn thương khá nặng, cuối cùng nó cũng biết đây là một sự ngu xuẩn. Trâu dưới nước là trâu càng mạnh, đồ trơn trượt của nước sẽ hóa giải mọi vũ khí lợi hại của vua đồng cỏ. Trâu rừng đánh sư để cứu một loài ăn cỏ khác. Tuy rất hiếm xảy ra, nhưng đây vẫn là một câu chuyện nhân văn. Hãy nhìn chú voi con này. Một bầy sư tử đang chuẩn bị xẻ thịt nó. Nó bị lạc mẹ và không ai cứu nó. Sư tử đúng là quái thú thật sự, không có gì là chúng buông tha. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra. Hình ảnh trâu rừng từ đâu lâu tới như một anh hùng. Con trâu đột ngột dừng lại nắm tình hình. Bởi sư tử đang rất đông. Nó ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Đồng đội đã tới. Vậy thì có khôn không? Chúng bắt đầu lao vào trận chiến. Lần lượt đánh bay từng con sư tử. Voi con được cứu sống. Với nó, bầy trâu chính là mẹ cha sinh ra nó lần thứ hai. Để cho voi con còn yếu chạy đi tìm mẹ. Bầy trâu ở lại cản đường truy đuổi của sư tử. Chúng tạo thành nhóm, phá vỡ cuộc săn tốn rất nhiều sức của vua đồng cỏ. Sư tử không còn sức để tiếp tục bất kỳ cuộc săn nào, bởi chúng đã vắt cạn sức lực cho việc săn bắt một con voi.